Con này là con gì đấy em? Dạ, đây là một chiếc màn đến từ nhà Gigabyte G27U. Con này thì giá bao nhiêu? Dạ, cái này 8 triệu giảm còn hơn 4 triệu anh ạ. Cái gì? Con này là hàng cũ hay sao vậy? Dạ không, mới hoàn toàn nguyên siêu nguyên kiện 100% mới anh ạ. Ngày 10 tháng 12, Công đang có chương trình Mừng Ngày Giải Phóng, nhận deal cực nóng, giảm giá hàng loạt các sản phẩm lên tới 50%. Duy nhất tại website hacom.vn, áp dụng tại website của Hacom trên toàn quốc. Duy nhất diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Số lượng các hàng nhanh tay chốt sale.